Thưa bác, câu hỏi thứ ba: bát nhã vô tri, vô sở bất tri có nghĩa là gì ạ? Chữ tri là biết. Chữ biết ở thế gian này á, nó không chính xác được, thấy không? Chữ sở là cái nơi, mà vô sở là không có cái nơi rõ ràng ở do trong thế giới này đó. Nói về cái tri của cái thế giới này nó không có sự thật, nó không đúng, thấy không? Gọi là vô sở bất tri. Cái thế giới này dù có biết cái gì cũng là không đúng sự thật. Ý ông Phật muốn nói chỗ này nè. Bởi vì cái thế giới này là cái thế giới luân chuyển, có không không có. Mà mình nói bằng có cũng không được, có đâu, mới vừa có nó mất. Vì thế mà trong kinh nó thường có nói là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba thời không thật ra cái chỗ này nè. Luôn lúc nó luân chuyển mà, luôn lúc nào nó cũng luân chuyển, nó không có thật được. Thành ra Đức Phật muốn nói cái thế giới này là cái pháo ảo tưởng, ảo giác đó. Vì thế mà vô trong cái trung tâm vận hành đương hồi thì nói là mình mới biết là sự thật không phải thế, cái nhân quả này nó không thực không có, mà nó chỉ nó giả tạm, nó có trong một thế giới vật lý thôi. Ý ông Phật muốn nói là vậy. Giờ con hỏi tiếp đi.